Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin thông não số 4. Bản tin được xây dựng với tiêu chí xem xong thì não sẽ thông, kiến thức bớt nông và sẽ không phí công xem lại. Mình tên là Mai Anh, rất vui được gặp các bạn. Sau đây, mình xin được điểm qua những tin chính của bản tin ngày hôm nay. Phát hiện vi khuẩn có khả năng phân hủy nhựa, biến cà chua thành điện. Máy bay lớn nhất thế giới sắp sửa cất cánh lần đầu tiên. NASA thử nghiệm đốt cháy tàu vũ trụ trong không gian. Trong tương lai, điện thoại thông minh có thể chạy được bằng đường. Nhựa chắc hẳn là một vật liệu vô cùng quen thuộc, được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ những chiếc cốc nhựa, thìa nhựa cho tới những linh kiện máy móc và thậm chí là sản phẩm công nghiệp. Nhưng các bạn có biết rằng, tuy tiện dụng là thế, nhưng nhựa lại cần mất tới 450 năm để có thể phân hủy được hoàn toàn, và thậm chí có những loại vật liệu nhựa còn cần tới 1.000 năm cơ. May mắn thay, các nhà khoa học đến từ trường đại học Kyoto, Nhật Bản đã phát hiện ra một loại vi khuẩn có khả năng tiết ra enzyme để phân hủy được hoàn toàn nhựa polyethylene terephthalate, hay còn gọi là nhựa PET, được sử dụng rộng rãi trong những chiếc bình nhựa, hộp nhựa mà chúng ta dùng hàng ngày. Và thay vì 450 năm, loại vi khuẩn này chỉ mất có 6 tuần để có thể phân hủy được hoàn toàn nhựa PET. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem bằng cách nào mà loại vi khuẩn thần kỳ này được tìm thấy nhé. Nhóm nghiên cứu đã thu thập 250 mẫu hút bao gồm đất, trầm tích, nước thải và bùn từ một nhà máy tái chế PET. Sau đó, họ tiến hành sàng lọc các chủng vi khuẩn trong mẫu. Và thật kỳ diệu, một trong số các tổ hợp đó đã cho thấy rằng khi tiếp xúc với lớp màng PET mỏng, vi khuẩn phân hủy nhựa tạo thành những vết lõm trên bề mặt và lớp màng nhựa hoàn toàn bị phân hủy sau 6 tuần. Loại vi khuẩn này có tên là Ideonella sakaiensis. Chúng có khả năng tạo ra hai loại enzyme để có thể phân hủy được nhựa. Hàng năm, con người sử dụng tới hơn 45 triệu tấn nhựa PET, nhưng chỉ một số ít là được tái chế. Vậy thì việc tìm ra một loại vi khuẩn có khả năng phân hủy nhựa sẽ giúp cho con người xử lý được một số lượng lớn rác thải trong tương lai. Quả là một tin vui đúng không? Dưới những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, con người đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn năng lượng tái tạo. Thế nhưng sử dụng năng lượng hạt nhân thì quá nguy hiểm, sử dụng thủy điện thì lại làm hỏng hệ sinh thái. Còn nếu dùng pin năng lượng mặt trời thì chúng mình lại cần rất là nhiều nắng. Thế thì phải làm thế nào bây giờ? Quả cà chua này nhỏ nhưng mà có võ đấy. Bởi vì bọn mình có thể biến được quả cà chua này trở thành điện. Các bạn không tin không? Hãy cùng theo dõi tin tiếp theo đây. Hãy theo dõi thí nghiệm pin nhiên liệu từ cà chua của một nhóm nghiên cứu đến từ 3 trường đại học là Đại học Mỏ Địa Chất và Công nghệ Nam Dakota, Đại học Princeton và Đại học Bờ biển Vịnh Florida. Để thực hiện được điều này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại tế bào vi khuẩn đặc biệt có thể biến chất thải cà chua trở thành điện. Tế bào này tận dụng các vi khuẩn để làm vô hiệu hóa các chất hữu cơ có trong chất thải cà chua, đồng thời oxy hóa chất thải và tạo ra một dòng điện tích. Qua đó, chất thải cũng được trung hòa tự nhiên, ngăn chặn việc phát thải các khí như CO2, CH4, làm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Kết quả là dòng điện tạo ra đạt được khoảng 0,3 W trên 10mg rác cà chua. Con số tuy có khiêm tốn, nhưng nếu nghiên cứu nhiều hơn, hoàn toàn có thể tăng được sản lượng điện. Ô, nhưng mà theo mình biết thì chanh cũng có thể tạo được điện cơ mà. Nhưng quả cà chua đặc biệt ở chỗ là chúng có chứa sắc tố màu đỏ, tên là caroten. Caroten màu đỏ có vai trò là một chất xúc tác tuyệt vời để tạo ra được dòng điện. Cái này thì chanh không có đâu. Có bạn nào đã từng mơ ước được bay trên chiếc máy bay sở khách lớn nhất thế giới Airbus A380 siêu sang chảnh chưa? Nhưng mà theo như mình biết thì Airbus A380 không phải là chiếc máy bay lớn nhất thế giới đâu, mà là chiếc Airlander này. Airlander 10 là phương tiện bay dài nhất hiện nay. Nó dài 92m, tức là dài hơn 18m so với Airbus A380 và Boeing 747-8. Nếu so sánh, hiện phương tiện này có kích thước rộng ngang ngửa một sân bóng tennis và cao bằng 6 chiếc xe buýt 2 tầng chồng bên nhau. Thú vị hơn nữa, Airlander 10 được vận hành với hai nguyên lý là khí tĩnh, tức là hoạt động giống trước khi khí cầu bay lên cao, và khí động học, tức là giống một chiếc máy bay. Nhiên liệu của Airlander 10 chính là khí heli. Nhờ tính chất nhẹ hơn không khí, khí heli chiếm tới 60% trong việc nâng đỡ cả chiếc máy bay to lớn lên không trung. Các bạn thử đoán xem, Airlander 10 có thể chở được bao nhiêu người? Tuy lớn nhất, nhưng Airlander 10 không phải là chiếc máy bay chở được nhiều người nhất đâu. Airbus A380 có thể vận chuyển tối đa 853 hành khách, trong khi Airlander 10 chỉ có thể chở được 10 tấn hoặc mang theo 48 hành khách với tốc độ khoảng 148 km/h ở độ cao trên 60.000m. Khá bất ngờ đấy nhỉ? Ngoài ra, Airlander 10 còn có hai điểm rất đặc biệt. Điểm thứ nhất là Airlander có thể hạ cánh trên mọi mặt bằng, từ đất bằng, sa mạc, băng tuyết hay là thậm chí là mặt nước. Điều đặc biệt thứ hai là Airlander 10 không gây tiếng ồn và thậm chí là xả thải ít cơ. Nếu đã từng xem bộ phim khoa học giả tưởng Interstellar thì chắc các bạn còn nhớ một cảnh cháy nổ đã xảy ra ngoài vũ trụ khi tiến sĩ Mann cố gắng nối chiếc tàu mình với chiếc tàu mẹ.
Thế nhưng, ngoài vũ trụ, hiện tượng cháy nổ thực sự trong môi trường không trọng lực vẫn còn là một ẩn số với các nhà khoa học. Mới đây, để nghiên cứu hiện tượng này, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA quyết định sẽ sử dụng chiếc tàu không gian tự lái Cygnus làm thí nghiệm trong dự án Sapphire 1 đốt cháy tàu vũ trụ 1. Theo đó, các nhà khoa học đã chế tạo ra chiếc hộp Sapphire có chứa chất liệu gây cháy và được gắn với tàu Cygnus. Sau khi tàu Cygnus di chuyển đủ xa so với tàu trung tâm, các nhà khoa học từ trái đất sẽ điều khiển để vật liệu bắt cháy. Sau đó, các thiết bị cảm biến và máy quay sẽ ghi lại quá trình lửa cháy trong vòng 20 phút, đồng thời đo lượng CO2, oxy, nhiệt lượng và nhiệt độ trong tàu. Tất nhiên, NASA hy vọng rằng họ sẽ dập lửa và khôi phục được cả khoang tàu trước khi ngọn lửa mất kiểm soát thiêu rụi tàu. Kết quả của thí nghiệm sẽ được tàu Cygnus truyền về trung tâm dưới mặt đất để phân tích. Như vậy, dự án này sẽ góp phần tạo ra những chiếc tàu không gian chống cháy trong tương lai. Và bên cạnh đó, dự án còn giúp cho chúng ta tìm những phương pháp phòng chống cháy nổ tốt hơn trong những môi trường như là hầm mỏ, máy bay, tàu ngầm và những môi trường kém trọng lực tương đương. Theo một thống kê gần đây cho thấy, những chiếc điện thoại thông minh đang càng ngày càng trở nên thông minh hơn chỉ trong vài năm trở lại đây. Thế nhưng, công nghệ pin thì lại dậm chân tại chỗ trong suốt 25 năm qua. Điều này làm cho không ít người dùng phải trở nên đau đầu bởi vì những chiếc smartphone của mình quá yếu sinh lý, dùng được có vài giờ mà lại cần đến sạc. Tin vui cho các con nghiện smartphone đây! Các nhà khoa học đang gấp rút nghiên cứu để chế tạo ra một chiếc pin điện thoại bằng đường có tuổi thọ rất cao. Hiện nay, đã có nhiều công nghệ sản xuất pin sử dụng đường ăn. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu tại MIT của Mỹ đang phát triển ra một loại công nghệ mới sử dụng các sợi nano carbon và đường ăn có thể sản xuất được pin sạc điện. Thực ra, phát hiện này đã tìm được từ 4 năm trước, nhưng dòng điện tạo ra còn khá nhỏ. Nhưng chỉ mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra cách tăng hiệu quả của quá trình này lên gấp 1.000 lần. Quả là một con số ấn tượng phải không? Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên lý hoạt động của những chiếc pin này nhé! Công nghệ pin mà các nhà khoa học ở MIT đang sử dụng hoạt động bằng cách sử dụng nhiên liệu đốt cháy dầu, ống dẫn, nano carbon. Nhiệt độ giúp đẩy các electron xuống dưới ống trước khi chuyển thành dòng điện. Các nhà khoa học ở MIT đã sử dụng chính đường ăn để đốt nóng các đầu dây đó. Cụ thể, đường ăn được phủ lên trên sợi dây làm bằng ống nano carbon, được đốt cháy ở phía đầu bên này để truyền nhiệt sang đầu bên kia. Khi dây được làm nóng, nó sẽ kéo theo một dòng electron, từ đó chuyển đổi nhiệt thành điện. Bên cạnh đó, điểm sáng của công nghệ này là nó có thể tạo ra được nguồn năng lượng không mất đi theo thời gian. Hay nói cách khác, các thiết bị điện có thể được trang bị pin với thời gian sử dụng vô hạn định mà không bị mất điện. Bản tin đến đây là kết thúc. Hy vọng sau khi xem xong, các bạn đã được thông não chút chút. Còn nếu các bạn chưa thông thì hãy để lại những đánh giá và góp ý của mình để cho các bản tin sau mà bọn mình làm trở nên hoàn thiện hơn nhé. Và trước khi chuyển sang video khác, đừng quên ấn nút like và subscribe ở ngay dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.